Nếu vào một ngày các bạn cảm thấy buồn chán không có gì làm thì sao? Vậy thì hãy thử bắt mấy con rắn rồi ngắm như anh chàng này đi, biết đâu sẽ cảm thấy hết buồn ngay lập tức thì sao nào? Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi theo anh ba cồn lú để xem anh ấy bắt rắn, cùng đón chờ xem anh ấy sẽ tìm được những con rắn cute nào nhé. Nhưng đầu tiên chúng ta sẽ vào nhà của anh ba để tham quan trước cái đã. Mình nghe nói trong nhà của anh ấy đang nuôi rất nhiều những con vật khác nhau, rắn rết nhện gì cũng có hết trơn ấy. Con vật mà hôm nay anh ấy muốn giới thiệu cho ta biết là đây, chúng là những con rắn hổ mang chúa vừa mới chào đời vào tuần trước. Ôi trời, các bạn xem kìa, cả chục con rắn luôn mới ghê chứ. Mặc dù chỉ mới nở thôi nhưng mình thấy mấy chú rắn này có vẻ rất hung hăng nha. Chúng tỏ ra như sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào vậy. Qua mình thấy anh ấy chạm ngón tay vào đầu những con rắn kia. Các bạn nhìn có vẻ như hành động đó là không nguy hiểm nhưng sai nhé. Rắn hổ mang chúa khi vừa mới nở ra thì đã có một lượng nọc độc trong cơ thể rồi. Do anh ba cồn lú liều mạng nên mới dám chạm vào chúng vậy thôi. Chứ chúng ta tuyệt đối không nên làm theo anh ấy nhé. Vãi cả trưởng, trong nhà của anh ba không phải chỉ có nhiêu đó thôi đâu, mà ổng còn đang nhốt cả trăm con rắn non khác nữa mới ớn lạnh chứ. Mà màu sắc của mấy chú rắn này có màu đen trắng trông nguy hiểm phết nhở. Bạn nào thích thì hãy cứ mạnh dạn bình luận phía bên dưới. Anh ấy sẽ tặng cho các bạn một con mang về nhà để nuôi chơi cho vui. Bây giờ ngoài trời cũng đã 7 giờ tối rồi. Anh ba cồn lú đang trên đường đi tìm và bắt những con rắn ngoài tự nhiên. Nếu là người bình thường thì sẽ đi câu cá hoặc đi nhậu để xả xì chết đúng không? Còn đối với anh ba thì ổng sẽ đi bắt rắn ngắm cho vui vậy đó các bạn. Hiện tại anh ấy và đồng đội đang có mặt tại một bãi rác ngoài thành phố. Chỗ này có nhiều chuột nên chắc chắn sẽ có rắn bò đến đây để săn mồi. Ái chà, hình như anh ấy đã tìm thấy con rắn đầu tiên rồi các bạn ạ. Chú rắn này đang luồng lách qua những đám cỏ. À thì ra đó là những chú rắn lục có màu xanh đọt chuối. Vãi thật, mấy con rắn này có cái đầu rất là nhọn luôn kìa mọi người. Anh ấy chỉ ngắm một chút sau đó đã thả cho tụi nó rời đi. Theo mình biết thì hầu như các loại rắn lục đều vô hại đối với con người. Một số loài rắn lục vẫn có nọc độc nhưng không đáng kể cho lắm. Ôi trời, vào ban đêm có rất nhiều loài côn trùng xuất hiện. Ví dụ như con bọ xén tóc đang bám vào chân của anh ba cồn lú này đây. À khoan đã, anh ấy vừa nhìn thấy một con bò sát đang bò trong đám cỏ này. Vãi thật, thì ra đó là một con rắn các bạn ạ. Theo mình biết thì đây là một con rắn chung nha. Loài rắn chung này thì xuất hiện khá phổ biến ở Việt Nam chúng ta. Do là họ rắn nước nên chúng không có nọc độc. Thông thường khi bị người Việt Nam bắt được thì tụi nó không được thả đi như vậy đâu, mà chúng sẽ được chế biến thành các món nhậu cực kỳ hấp dẫn, không say không về. Ái chà, lần này anh ba đã bắt được một chú rùa burger nè mọi người. Nếu bạn nào đang thắc mắc tại sao nó có tên là rùa burger thì đơn giản lắm. Các bạn hãy hỏi người đặt tên cho nó là biết ngay ý nghĩa ấy mà. Ơ kìa, đây là con rắn lục thứ tư mà họ nhìn thấy vào tối này rồi đó nha. Ủa khoan, đang đi bộ mà sao anh lại nằm xuống đường kỳ vậy anh ba? Chẳng lẽ do anh ấy đi mệt quá nên muốn nằm nghỉ ngơi một chút sao ta? À không, thật ra anh ấy đang muốn bắt một con rắn thì đúng hơn. Đây là một chú rắn khá kỳ lạ bởi vì nó có hai cọng râu nhỏ mọc ở trước miệng. Ở Việt Nam nó cũng được biết đến với cái tên là rắn râu luôn nhé các bạn. Con rắn râu này là loài chuyên gia về việc săn bắt cá. Hai cọng râu trên đầu của chúng sẽ đóng giả thành mồi nhử để dụ cá bơi đến gần. Cuối cùng nó chỉ cần hạ miệng ra và đớp lấy con cá ham ăn đó mà thôi. Rắn râu có nọc độc nhưng không gây nguy hiểm cho chúng ta. Chỉ có con người chúng ta mới bắt nó làm thành món ăn thì có, chứ nó hiền khô hà. Mà mình công nhận là thịt con rắn này mà đem đi xào củ chuối ăn ngon lắm nha. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Còn anh ấy thì một lần chụp dính hẳn hai con rắn râu luôn. Anh ba cồn lú đỉnh thiệt. Sau khi bắt lên ngắm nghía cho chán chê thì anh ấy lại thả chúng xuống chỗ cũ. Niềm vui của anh ba chỉ đơn giản có vậy thôi mọi người ạ. Ơ kìa, anh ấy lại nằm xuống để cố bắt lấy một thứ gì đó nữa thì phải. Quải cả trưởng, con vật gì mà có kích thước to quá vậy chứ. Ôi mèn đét ơi, thì anh ổng vừa bắt được một con chăn các bạn ạ. Con chăn này dài hơn 2 mét và có cơ thể khá to lớn. Do anh ba đã chụp lấy phần đầu rồi nên con chăn không làm được gì cả. Theo như mình biết thì chăn là một loài vô cùng hiền lành. Chúng không bao giờ chủ động tấn công con người đâu, trừ khi bị đe dọa. Cho dù chúng không có nọc độc nhưng đừng khinh thường nha. Một con chăn như này có thể xiết cho bạn tắc thở hoặc gãy xương luôn ấy. Vâng, và thế là anh ấy đã thả cho bé chăn này tự do. Vậy là một đêm săn bắt rắn của anh ba cồn lú đã diễn ra rất thành công. Anh ấy đã trở nên vui vẻ và thoải mái hơn nhiều rồi. Hay là bữa nào các bạn cũng thử đi như anh ấy xem sao ha ha. Video hôm nay của mình đến đây là hết. Thú mỏ vịt tri thức, bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nhé.